Ngay lúc này vào buổi chiều, mọi người thấy rằng là một hình ảnh rất là đặc biệt. Một đoàn người chắc phải tầm độ 3-40 người đang bước xuống. Ôi, chào cô nhá. Ủa, cô là cũng đi cùng đoàn kia không ạ? Đi cùng đoàn đó. À, đoàn mình từ đâu đến đây rồi cô? Thành phố Hồ Chí Minh. À, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay đoàn mình đi bao nhiêu người cô? Mình tăng xe 30 chỗ. Trời. Thấy đó. Kia cũng có chiếc 7 chỗ đi sau lưng. Dạ là hơn 30 người mà còn có chiếc 7 chỗ đi phía sau nữa. Trời ơi, mọi người thấy không? Trời ơi, em nói mà tất cả mọi người là quá đặc biệt luôn. Đây là một cái hình ảnh cực kỳ đẹp. Đó, đang trên đường đi xuống cốc của thầy. Vào buổi chiều ngày hôm nay mọi người thấy đây, trời cũng gọi là âm u. Âm u đang chuẩn bị mưa ấy. Nhớ, nhưng mà bà con bây giờ vẫn đang di chuyển xuống dưới cốc của thầy. Nghe cũng có nghe cô này nói bảo là đoàn là tầm hơn 30 người mọi người nhá. Hơn 30 người từ Sài Gòn về đây. Đó, đây là mọi người thấy rằng là đây là cái cổng vào cốc của thầy. Bà con cũng đang di chuyển xuống. Rất là đông, em thấy cũng có mấy cô cũng quàng cái khăn giống như kiểu là màu y áo của thầy á mọi người. Đó, đây cho mọi người xem này. Rồi con chào cô nhá. Rồi, các cô là từ đâu đến đây đấy ạ? À, Bình Tân, là thành phố Hồ Chí Minh. À, thành phố Hồ Chí Minh là về đến tận cốc của thầy Vinh Tuệ tại tận Gia Lai luôn nhá bà con ơi. Này. Dạ đúng rồi, đây là đường vào cốc đây ạ. Dạ, đây là đường vào cốc đây. À, cốc ở đây trong này đây ạ. Đó, đây là cốc ở trong này đây. Ba mẹ thầy là ở ngoài kia. Là cháu là Hoàng Sáu TV ạ. Rồi chào các cô. Rồi, rất là hữu duyên gặp cô, chúc cô sức khỏe nhá. Rồi. Rồi, chào cô. Ôi, hôm nay là cũng mọi người thấy rằng là đây ở trên kia cũng vẫn còn rất là nhiều người này. Từ thành phố Hồ Chí Minh xuống hơn 30 người mà. Hơn 30 người thì chắc là các cô phải đi từ hôm qua quá. Chắc các cô đi từ hôm. À, đi từ hôm qua. Đi từ hôm qua. Dạ, đến sáng nay mới đến nơi. Dạ. Dạ vâng. Dạ, từ thành phố Hồ Chí Minh. Vậy là hôm nay đoàn hôm nay là chắc cũng biết là thầy không có ở đây nhưng mà vẫn đến muốn thăm cốc đúng không ạ? Đi mua đồ. Dạ, rồi hôm nay. Một đoàn hay mua đồ của thầy. Dạ, hôm nay rất là tuyệt vời. Vậy hôm nay cũng hữu duyên đấy để gặp một đoàn ở thành phố Hồ Chí Minh đến đây. Mọi người sẽ có cái kỷ niệm mà lưu giữ lại trên kênh Hoàng Sáu TV ha. Rồi chào cô. Chào cô. Dạ. Các cô chú là đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Quá đông đoàn mình đi hơn 30 người à chú? Dạ dạ dạ. Dạ, đây mọi người, rất là tuyệt vời. Đó, các cô đang di chuyển vô cốc thì tí nữa thì em sẽ đi vô trong qua cho mọi người xem. Ở trên này thì cũng còn các cô chú đang di chuyển xuống này. Được không? Đó, đang di chuyển từ trên xuống đó mọi người ạ. Đó, vẫn còn đang rất là đông người và trên kia cũng còn mấy xe 7 chỗ nữa cơ. Bây giờ thì em cũng sẽ đi xuống dưới. À, anh từ Vĩnh Long ạ. À, vậy là có hai đoàn. Một đoàn từ Vĩnh Long nữa. Là hôm nay anh đi cùng với ai ạ? À, là cũng đến từ Vĩnh Long mà đến thăm cốc của thầy nha mọi người. 9 người. À, 9 người nữa. Đó, rất là tuyệt vời. Bây giờ mọi người cũng đang di chuyển vào trong cốc mọi người ạ. Bây giờ buổi chiều á, trời cũng gọi là trời cũng âm u. Âm u, trời kiểu như muốn mưa ấy. Này bà con cũng đi chắc cũng có thể đó là rất là xa. Rồi, chào anh trai nha. Vĩnh Long nha. Rồi, chào em gái. Đó, bà con từ Vĩnh Long hôm nay đến Gia Lai, hôm nay là từ khu vực là ở đấy là đến vùng núi Tây Nguyên đấy mọi người ạ. Rồi chào. Đang đi xuống dưới cốc mọi người ạ. Bây giờ tầm độ 40 người mà xuống cốc thì chắc có lẽ là đứng ở dưới đó là không còn chỗ đứng luôn đấy. Rất là đông. Em cũng sẽ di chuyển xuống dưới để quay cho tất cả mọi người xem nha. Cái hình ảnh vào buổi chiều ngày hôm nay. Chiều nay trời cũng có nắng đâu, mọi người đi cũng có thể nói là dễ hơn. Chứ nếu mà trời nắng thì mọi người đi xuống đây thì còn đỡ hơn là mưa. Bởi vì mưa xuống đây là nó trơn nhưng mà bây giờ có cái đường bê tông này rồi. Để cái con đường bên kia mà khi mà làm xong rồi á thì mọi người sẽ đi quay lại cái đường đó. Và đường này chỉ có đi xuống thôi chứ không phải là đi lên nữa. Để em xuống đây em quay cho tất cả mọi người xem. Trời ơi, cái hình ảnh rất là tuyệt vời mọi người này. Phải tầm 40 người đứng ở khu vực này là mọi người sẽ thấy. Wow. Đó. Wow, rất là đông. Wow. Trời ơi. Đông lắm mọi người ơi. Đây tầm độ 40 người trên này nữa. Một lát rồi đi cầm nước suối ra không được, cầm vô được, cầm sao cầm da. Đó. Trời ơi. Đây, mọi người thấy trên này này. Đó, bà con đến đây quá đông luôn mọi người ơi. Đó, mọi người đem đến đây rồi mình tí mình lại xin lọc về. Mình đem đến đấy rồi mình ngồi đây chơi rồi một xíu nữa mình lại xin lọc những cái chai nước đó đem về. Đây. Trời ơi, mọi người thấy ở đây là rất là đông. Hôm nay là từ Sài Gòn. Từ Sài Gòn, từ miền
từ Sài Gòn, từ miền Tây. Dạ, cô bật cái camera lên đi. Để cháu chụp cho. Hết đòn dòm hết vô luôn. Thấy cốc của thầy nữa luôn rồi, được rồi. Rồi rồi, ok. Rồi. 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 Vậy lấy kỷ niệm thôi. Đẹp không? À, con này đi đây đông. Máy của cô hơi mờ, máy cô hơi mờ. Dạ. Bà con đến đây, đây cho mọi người thấy ha. Dạ, đông quá, bà con đến đông quá. Đây, ở trên này bà con cũng còn chưa xuống đâu mọi người ạ. Đó, hôm nay là mọi người thấy rằng là đi, chắc các cô là đi từ tối hôm qua. À, mấy tiếng đồng hồ mới tới đây. À, mấy tiếng. Giờ tối hôm qua. Vậy là đến đây các cô có nghỉ đâu hay là ghé vào đây luôn? Không. À. Dạ, chào mọi người được đến đây luôn. Vậy là các cô không không cái định vị đến đây luôn là khỏi phải đi đâu hết á. Một cái là đến đây luôn. Rồi, mọi người thấy là ở đây hôm nay dưới cốc thầy là bà con đấy rất là đông. Dạ? Em của thầy là nhà ở cái đầu đường xuống ấy. Thầy đang ở Nha Trang. Đang Nha Trang, đúng rồi. Đúng rồi, đây chỉ cốc thôi, còn em là Hoàng Sáu TV. Tôi hoài luôn á. À, dạ, ok, cảm ơn chị. Thầy đang ở Nha Trang, đúng rồi, thầy đang ở Nha Trang, đang ở Vĩnh Phương Nha Trang. Còn đây là chỉ là cốc với nhà của thầy, rồi có em của thầy, anh của thầy ở đây thôi. Mấy cây sầu riêng nằm đâu? Sầu riêng á, sầu riêng là gần nhà anh thì cái sầu riêng mà thầy trồng là ngay cái chỗ mà cái cổng mà các cô xuống đấy. À, vậy hả? Đó, còn ở ngoài này, ngay cái chỗ cổng xuống đấy có cây bồ đề mà 200 năm tuổi ở ngoài này. Đúng rồi, không có cho vô đâu, không có ra đấy, không có gặp được đâu, nên là mọi người không có nên tìm về đó. Dạ. Dạ, chỉ người dân ở đó mới gặp được thôi. À, con hôm nay cũng đến đây đó, đang ngồi ở bên trong kia, gọi là đến thăm cốc thầy. Rất nhiều người đến từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Tây nữa. Vĩnh Long à. Vĩnh Long à, thành phố Vĩnh Long. À, thành phố. À, đây là có hai đoàn, một đoàn từ thành phố và một đoàn là ở Vĩnh Long. Đây mọi người, cá này. Cá là đen hết luôn, nãy cho ăn rồi nên là chắc chiều mới cho ăn nữa mọi người. Đây, bà con cũng đang đi ra cái khu vực này, cái mấy cây bồ đề á, ra khu vực này để có thể đi tham quan cái cảnh mà ở ngay cái bờ ao, cái khu vực bờ ao của thầy. Đó, cái bờ ao nơi mà thầy mà hay đi giặt y ra cái ngoài này mọi người này. À, vậy là chú cũng đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi cùng đoàn ra đây luôn ạ. À, dạ vâng, chào chú. Trời mưa rồi mọi người, trời mưa. Chiều chiều bắt đầu đổ cơn mưa rồi, hôm nào buổi chiều đấy cũng mưa hết. Đó. Mưa mọi người. Con đường này thì bà con cũng đang đi ra đây rất là đông. Đây hôm nay xuống buổi chiều đây chắc phải tầm 40 người. Đó, đây cũng có. Ở ngoài này có con đường này, sau này ít bữa nữa mà sẽ có con đường đấy đi lên đấy. Đó, đang đổ bê tông rồi đó, đó cái chỗ cái xuồng kia kìa. Có một con đường lên vườn sầu riêng đấy. Sầu riêng luôn hả? Dạ. Này đất của thầy luôn. Rồi, đất là đất của thầy hết cả cái ao này luôn này. Đó, đây ra đây cho mọi người xem này. Bà con cũng đến chụp hình cái con đường mà dẫn lên cốc của thầy này. Đó, cái đường này lên vườn sầu riêng. Đây, ở đây trời mưa là nước nhiều lắm. Ít bữa nữa con đường này là đi lên trên đấy luôn, lên tham quan vườn sầu riêng. Đất này là lên nối với vườn lấy cái nhà của anh Thìn luôn, em trai thầy Minh Tuệ luôn đấy. Lên nhà luôn. Đúng rồi. Nhưng bây giờ đang cái đoạn trên kia chưa xong.
nên là bây giờ chưa đi được. Đó. Ngày mai là có đường đi lên rồi. Và hôm nay mới xong. Bây giờ đến đây rồi mình quay về em mình có đi đâu nữa không các cô? À. Tôi cũng bắt trước mua giấy số. Mua ra coi có hơn không? Trời mưa rồi. Trời mưa. 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 Chúc cho nó vui thôi. Trời mưa rồi mọi người ơi. Rồi. Rồi hai mẹ con đi xuống đi. Hai con từ đâu đến đây? À gần à. Rồi cho mọi người thấy này. Bà con đến đây cũng khá đông mọi người. Hôm nay là có hai đoàn đến đây buổi chiều. Có mấy cô chú ở đến từ thành phố Hồ Chí Minh đây đến 30-40 người cơ. Thực ra là đến đây thì mọi người thấy rằng là thăm cốc, đến nơi mà thầy đã từng ngồi ẩn tu, để cho bà con sẽ đến đây để có cảm nhận được là cái khu vực cốc là như thế nào. Xong rồi. Cái này mà cũng có, nó cũng có la bàn nữa rồi chứ người. Này hả? Có chứ. Đúng rồi, không đi đâu. Đi bộ lên cho khỏe. Đi chụp hình đó. Đúng rồi. Thế mà mày kêu đi bộ. Lên đi coi. Dạ vào đúng rồi. Em là Hoàng Sáu TV. Mày edit từ nào bắt đầu? Chắc tí nó đăng bây giờ. Tiếng nữa. Tiếng nó là thấy đoàn của mình. Hoàng Sáu. Đoàn Hoàng Sáu TV. Hoàng chữ 6 ấy. Hoàng Sáu TV. Đó. Đây không có sóng, hôm nay không có sóng đâu. Ừ, không có sóng. Yeah. Chụp được chứ, chụp quay được nhưng mà không đăng được. Không phát trực tiếp được. Đúng rồi, dạ. Yeah. Cô lên con trở lên cô. Đi bộ. Nó còn đi bộ cô chụp hình. Con chụp giùm con cái đi. Cô đứng ở đâu? Cô đứng ở đâu? Đứng có chụp nữa. Đó đó, rồi. Đứng chụp ngay vô. Đó cô xuống, cô xuống đứng đi, đứng lên như này cho đẹp. Bà con nó sẽ né dùng đấy. Ngựa. Ngựa ba tấm. Dạ cảm ơn. Lên đây phải có hình nhẹ nhàng chứ. Dạ. Vậy lên ra đây lên ơi. Đi qua nay mới tới. À đi từ tối cái hôm qua bây giờ đến nơi. Bây giờ mình đến là mình quay về luôn à cô? Dạ. Ủa nhà ba má thầy ở ngoài ngay chỗ đưa xuống xe nãy hả? Đúng rồi, ở trên đó thì quay ra. À. Còn đây là nhà có nhà anh Thìn thôi. À, em trai thầy. Anh Thìn đâu? Này, ở trên là nhà ở trên này này. Cô lên cái đầu đường ấy. Bà, cô lên luôn mà. Con chở bà nãy đó. Từ từ tí ơi. Đủ xe em chở ba. Hay là chở chú ra trước. Dạ. Con về con xài con xe cái này là cái
cái kèn. Cái này là cục IC. Cái này là. Ủa sao lại cô, sao cô lại có cái này? Cô bán cái này. Cô bán cái này hả? Cô bán thủ tùng. À. Cái này cục xạ. À. Cái này là thu thẳng, cái này là mưu ri. Cái này là cục bình lửa, coi như là trong dòng xe là nó toàn bộ trong xe của con. Trời ơi, là cô bán phụ tùng các loại xe. Đó. À bao, dạ. Trời ơi, vậy là hữu duyên quá. Dạ, dạ, con cảm ơn cô nhá. Hôm nay dạ, hai được cô hữu duyên tặng cho một bịch đồ là cái này có đầy đủ hết. Vậy là cô ở Sài Gòn cô bán phụ tùng này ạ. Dạ, rồi con cảm ơn cô và chúc cô nhiều sức khỏe nhá. Trời ơi, hôm nay hữu duyên gặp được cô mà cô lại tặng cái tivi một cái bịch. Dạ, được. Không có thiếu gì về xe con hư gì vậy là con ấy là đồ này là đồ tốt không đó. Dạ vâng, dạ vâng, con cảm ơn cô nhiều nhá. Chúc cô nhiều sức khỏe ạ. Con cảm ơn cô nhiều nhá. Dạ, con cảm ơn cô nhiều. Trời ơi, đó, hôm nay được cô tặng cho một phần quà đó. Đây là cái giá trị này, rất là giá trị. Và đặc biệt là cái tình cảm đó, không có tính bằng tiền bạc được mà rất là mến. Cảm ơn cô rất là nhiều đã tặng Hoàng Sáu một cái phần quà này mọi người ạ. Đây, bây giờ các cô chắc cũng đã di chuyển để quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Cô là câu kênh con là số 1 luôn á. À dạ. Kênh con dạ. Kênh, bởi vì con xuống là cái tiếng nói con là cô biết, cô không nhận ra con mà là cái tiếng nói của con là cô biết. À dạ vâng. Con cô biết cô, con là Hoàng Sáu. Dạ vâng, con cảm ơn cô nhiều đã ủng hộ cho Hoàng Sáu TV. À, con cũng hay ở đây để quay tất cả mọi người xem những cái hình ảnh nó thực tế nhất. Chứ mà mình nữa cô bắt lên nha. Dạ vâng, tí đó về là cô thấy á. Cô ủng hộ con, cô ủng hộ con nào giờ cái kênh con cô ủng hộ nhiều lắm. Dạ dạ vâng, con cảm ơn cô nhiều nhá. À, rồi chúc cô về thật lộ bình an, sức khỏe, nhiều sức khỏe ạ. Dạ. Bây giờ cô xuống nhà thầy mẹ thầy. Dạ dạ. Giờ đi xuống dưới là lên trên chỗ nhà anh Thìn ấy, lên trên đấy. Ở trên đấy cũng có anh Thìn cũng có bán đồ. Bán đồ đấy, mật ong rồi bán các loại nông sản đây này. Đó. Cô lên trên đó là sẽ thấy. Để cho mọi người thấy. Bây giờ anh sẽ quay lên bên trên cho mọi người xem. Ở đây buổi chiều thì thường thường ở đến đây sẽ nhiều hơn mọi người ạ. Đó, các cô bây giờ cũng đang trên đường để đi về. Đó, đang trên đường đi về. Ngày hôm nay thì trời cũng mưa á mọi người ơi. Em bên đây quay cho mọi người xem. Ở trên này vẫn còn có người đang xuống. Các cô chú cũng đang ở trên này đi xuống. Các chị đi xuống thăm cốc thăm à dạ đi ra chào chị. Đó, các cô ra đây chụp hình. Các cô ra đây chụp hình. Không, không có quay thôi, không có livestream. Đó, tí nữa các cô sẽ thấy trên YouTube luôn, khỏi cần quay chụp. Đó, về mở kênh Hoàng Sáu TV là có. YouTube Hoàng Sáu TV là có. Có. Dạ. Hoàng Sáu TV. Dạ. Hoàng Sáu TV. Đó, ok, các cô phải sẽ thấy hình ảnh này. Coi như làm lưu giữ làm kỷ niệm. Dạ. Chụp có chụp hình ạ. Ừ, chụp cho cô một kiểu sông nước đây này. Thầy Sáu TV ạ. Hoàng Sáu. Hoàng Sáu TV. Hoàng Sáu TV ngày nào cho xem. Đây.
Bà nói đấy ngọt. Em trai quay mình lên Hoàng Sáu tôi quay. Rồi, đẹp lắm. Rồi, cảm ơn chú nhiều nhá. Ôi trời ơi, lên hay quá cơ chứ. Dạ, bà cảm ơn cô. Chúc qua. Tụi em gặp nhiều may mắn. Dạ vâng. Rồi, rồi, cảm ơn cô. Giúp mình tôi tắm. Dạ. Chị Sơn. Rồi. Dạ nãy đi cho em chạy qua quay lên tôi quay lên kìa. Rồi. Rồi được rồi. Các cô ở đây xếp một cái hàng hay cháu chụp cho một cái hình làm kỷ niệm. Là các cô thấy hết luôn. Các cô đứng một cái tấm hàng tấm, đứng một cái hàng ở đây này. Các cô lên cái cửa cốc của thầy này, đứng một cái hàng lên đường bê tông á cho đẹp. Đây, để cho các cô làm kỷ niệm. Đây này, các cô đứng một hàng con đường ở này. Thôi này, cô chăng một xíu, chăng một xíu. Chụp con đường này, chụp đứng theo cái con đường này luôn này. Các cô chụp hết một cái con đường luôn. Đó. Không, cô đứng 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 theo con đường ấy, đứng theo con đường nó mới đẹp. Có con nữa không? Con nữa không? Đứng hai bên hả? Đứng hai bên cũng được, một bên cũng được. Không, để vậy cho thấy con đường cũng được. Các cô lên nữa là đẹp. Rồi. Đó. Đó, vậy là đó, đó đúng rồi, rồi rồi quá đẹp này, mà thêm người nữa là đẹp rồi. Các cô lên đây hết luôn là đẹp. Các cô lên đây cho chụp cho tấm hình lưu niệm nè. Rồi vô vô hết luôn để cho mọi người sẽ thấy được cái hình ảnh làm kỷ niệm. Rồi rồi đó, rất là đẹp luôn. Còn ngỡ không đó, các cô về lên đây luôn, vô luôn. Ở xếp bên này này, xếp bên này này, cho nó hai hàng bên này nữa. Có qua bên, qua bên này. Qua đây. Đó, đứng ở hai bên đấy. Đứng theo hình chữ V á, Không để chừa một con đường đi. Đó. Nữa. Rồi. Rồi. Đó. Rồi đẹp lắm. Rồi ok, được rồi đó. Đứng yên. Dạ ok rồi, chào. Rồi chào cô. Rồi. Bây giờ là các cô cũng trên đường đi về mọi người này. Rồi ok, chào các cô nha. Dạ. Bây giờ bà con cũng đang trên đường đi lên. Đang di chuyển lên trên cái khu vực bên trên nhà anh Thìn này mọi người. Khi mà xuống thăm cốc xong ấy thì sẽ quay lên trên. Về số. Đi âm đấy mà. Cái này mà bình thường đi xe máy này không đi được á, nhưng mà bây giờ do mưa nhiều quá nó mới như thế này á. Thế hôm bữa đi không được. Cái lúc mới trồng cây vô đây đó là đúng rồi. Đúng rồi, xe còn lầy ở đây lâu mà. Theo dõi ngày nào không coi chứ. À. Tôi ra tới đây đó. À, dạ vâng, rồi ok, cảm ơn chị. Hôm nay nhưng mà hôm nay đến đây rồi thì hôm nay cảm giác sao? Khỏe mình. Tức quá coi hoài. Dễ ha. Hôm nay muốn đến tận nơi đúng không? Đi tới nơi là Nhưng mà xuống thực tế là cảm giác thấy người mình nhẹ nhõm hơn không? Nhẹ nhõm. Dạ. Nay đoàn mình là đi nay chắc cũng đông chứ. À, đi gia đình có không? Tất người xe vậy đó. Dạ.
Ra đến đây rồi, ra đến đây rồi mình lại đi về luôn à? Hay mà đi có đi đâu tham quan nữa không cô? Dạ. Dạ. Ờ đi chơi nữa. Đi nữa. Dạ. Ôi. Mày anh em trong gia đình cha. Từ đâu mà giờ mới đến? Quá. Trời ơi. Làm video đó rồi. Trời ơi. Đăng cho bà con chú có thể xem rồi cũng mới tới đây cái. Không kịp nữa đúng không? À. Không kịp mất rồi. Đấy, bà con đến đông lắm mọi người ạ. Nó đứng ở dưới kia là không có chỗ đứng. Đó, mọi người thấy không? Từ đây lên đường kia vẫn được. Đó, các cô là cũng đang di chuyển lên trên đầu đường đó mọi người. Vậy là xe mà để trên đầu đường à cô? Xe để trên đầu đường à cô? Hello. Leo đây cho có sức khỏe. Dạ. Mình leo lên dốc cho nó biết là thầy đi bộ như thế nào. Sống viên của thầy đây. Không, đây là anh Thìn chồng ở trên kia nữa cơ, cái chỗ to to ấy. Trên kia là của thầy. Dạ đúng rồi. Đây là anh Thìn chồng. Không, đây vẫn là của đây, tất cả trong này đều là của thầy hết. Nhưng mà thầy trồng là cái khu vực mà cây to ở trên kia ấy. Này đoàn mình mà hết cả đoàn mà mặc hết cái áo mà đủ sắc màu của thầy có vẻ đẹp. Đây, vậy thứ tư có mấy chị bác sang. À. Hôm nay về coi YouTube là đủ rồi. Nay quay nhiều lắm ấy. Lên YouTube thấy hả? Dạ, là tầm một tiếng nữa cho sẽ đăng lên kênh YouTube bấm Hoàng Thái TV là có. Rồi, đúng rồi, chỉ có lên xe là thấy. Nghe nè, thấy hiện giờ hôm nay cái giờ mệt quá. Đó, thằng các cô này xuống cốc có muốn chia sẻ gì không? Hôm nay xuống cốc thấy cảm giác như thế nào? Các cô thấy cảm giác như thế nào? Cảm giác thấy thoải mái, mát mẻ, hạnh phúc. Dạ. Dạ, cũng đến cốc thầy, đánh lễ được. Không gặp thầy. Không gặp thầy. Dạ, nhưng mà mình xuống đấy cảm giác là mình cũng nhẹ nhàng trong tâm hơn. Hôm qua là đi là phái đoàn trên xe đó. À. Mấy người là giống như nôm ra cốc thầy. Dạ. Giống như là nôm đi về chuyến này vui lắm. Nhưng mà hôm nay đến đây mình có cảm nhận được là nó giống như trong mình xem trên tivi không? Đúng luôn. Nói dạ. Là không gặp thầy nhưng mà mình được chị em mà anh em mà ai có duyên thì ra cốc thầy đảnh lễ. Dạ. Quen nếu ai có duyên thì gặp được thầy. Dạ vâng. Thôi thì các cô bây giờ là cũng lên đường là đi mình đi về ạ. Đúng rồi, đi về. Dạ, đây mọi người. Dạ, chị cũng đi về rồi. Dạ, bye bye em nha. Dạ, ok rồi, chào chị. Bây giờ thầy cũng đang ẩn tu ngoài đó, thầy cũng vẫn đi khất thực mà. Nhưng mà người dân thì cũng không, ở bên ngoài không có gặp được. Nó nói chứ bu đông á cũng tội thầy, ông dạ. Đi khất thực chứ ông đâu có làm gì đâu. Dạ. Đụng tới nhà chùa, nhà sư nào đâu, giống như khất thực thì dân làng này, giống như Phật tử thì nếu mà ấy cho quá duyên thì cho thầy dùng cử cơm này kia thôi chứ giống như đừng có đi làm phiền thầy. Dạ. Bu đông á cũng tội thầy nữa. Này giống như mấy chị nè đi nè, trên Sài Gòn nè. Đánh lễ xong mà không gặp thầy, đánh lễ nha chỗ thầy rồi ngồi tu tập đó, đánh lễ xong rồi về chứ đây dạ. Chi cũng thôi. Dạ. Bây giờ mà dí dượt đi về. Đúng dạ. Rồi. Dạ. Không? Không đi bộ. Đi bộ cho có sức khỏe. Dạ. Không qua ngày lỗi xe đã đầu hồi lên xe là về nữa luôn. À. Đủ vui rồi. Dạ. Không có duyên mới ra được tóc thầy cũng là. Có nhiều người cũng thế là lên lịch miết cũng không ra được đâu. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ vâng. Tất cả là cũng là hữu duyên thì mới gặp. Mà hôm nay may các cô xuống bây giờ trời cũng mưa này, bởi vì buổi chiều là trời hay mưa lắm á. Trời ơi, chị cũng hồi mưa dữ lắm mà lên đây không có mưa. À, mưa. Đường nói chứ đi đường xa mà cũng mười mấy tiếng đó. Dạ, và lên đây vẫn là may mắn rồi, vẫn được xuống cốc, vẫn được dưới đó thăm ở dưới đó rồi cũng lên đây là được. Mình chụp ngay cái cốc cũng là đang hạnh phúc rồi. Dạ. Đỉnh lễ ngay cốc thầy là mừng rồi đó. Dạ, trời bắt đầu mưa lớn rồi. Trời bắt đầu mưa đó, các cô lên. Dạ, lên xe là bắt đầu mưa đấy. Sư Minh Tại ơi, chúc thầy dồi dào sức khỏe. Thầy độ cho toàn thể thế giới Việt Nam mạnh giỏi. Cho thế giới hòa bình, an khang độc nghiệp. Con cũng chúc cho thầy dồi dào sức khỏe để tu tập.
đến nơi đến chốn không biết nói, con chỉ nói góp ý kiến nhiều đó thôi. Nhưng mình thành tâm mà được rồi. Dạ. Rồi. Dạ, rồi. Dạ, các cô cũng đang di chuyển đến phía trên đó mọi người. Đó, bà con bây giờ cũng đang di chuyển lên đến chỗ xe này mọi người này. Đó, ở đây vẫn đang có một chiếc xe đang đợi ở đấy ha. Từ trên này xuống bà con đang đi xuống rất là đông. Vợ anh Hải đi trước đi.